Mai, xin chào anh chị nha. Xin chào anh chị đang xem kênh YouTube Nhà Đất Bến Tre Giá Rẻ. Em rất vui khi được gặp lại anh chị trong video lần này. Hôm nay em có mặt tại khu vực của chợ Hòa Lộc, thuộc xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Hôm nay em đang gửi tới anh chị một sản phẩm đất nền. Mình thổ cư 100% luôn anh chị, với tổng diện tích là 56m2. Chiều ngang là 3.43, sâu vào là hơn 16m, nở hậu là 3.5. Con đường như anh chị thấy á, là được cán bê tông ha, đường rộng 2m, xe hoa lâm mình có thể vào được. Và điều đặc biệt là mình có sổ sẵn nha anh chị, 56m2 sổ sẵn, thổ cư 100%. Hiện tại giá chủ cư bán á, là chỉ có 200 triệu à, 200 triệu anh chị, 200 triệu mà mình có thể thương lượng được nữa. Sản phẩm của mình thì nằm trong kia ha. Mình đi là tầm khoảng đây mười mấy, 20m anh chị, 20m là tới khu vực này, cầu Hòa Lộc, quốc lộ 60 mới. Xin lỗi anh chị, quốc lộ 60 cũ nha. Dạ, sản phẩm của mình nằm trong kia, đi đường bê tông 2m, tầm khoảng 20m thôi là tới được quốc lộ 60 rồi. Tuyệt vời quá anh chị ha. Ở đây thì lúc trước là chợ Hòa Lộc cũ, còn chợ Hòa Lộc mới thì ngay đó đó anh chị, ngay đó đó là tầm khoảng 20-30m nè. Ngay khu vực chợ mặt tiền quốc lộ 60 là bà con kinh doanh rất là nhiều anh chị ha. Đây tiệm vàng nè, thuốc tây nè, bên kia bán bánh xèo đó, đặc sản Bến Tre kẹo dừa đó, ngay chỗ đó đó anh chị. Trời luôn ha. Còn khu vực xa xa ngoài kia là tầm khoảng 200m thôi là mũi tàu của Hòa Lộc, mũi tàu Hòa Lộc. Hai bên đường á là bà con hiện tại là bán rất là nhiều sầu riêng nè, trái cây nè, bánh cục, bánh lá gạo mơ đó anh chị, bánh lá gạo mơ ha. Hướng này mình đi thẳng là tầm khoảng 4 cây số thôi tới được mũi tàu của chợ Xếp, ngay khu khu đô thị và cụm công nghiệp Tân Hành Bình á, tầm 10 cây là vào được trung tâm thành phố Bến Tre. Từ bến xe miền Tây mình chịu di chuyển về đây á là 90 cây nha. Cầu Hòa Lộc nè, bên kia cầu là trường học, trường học cấp 1, cấp 2 đó. Tuyệt vời quá anh chị ha. Còn khu hành chính mới, còn khu vực ủy ban á, ủy ban của xã Hòa Lộc mới thì hướng này nè là tầm khoảng 500m thôi. Chợ, trường học, ủy ban, quốc lộ là bán kính là chỉ có vài trăm mét thôi anh chị. Bên kia cầu là trường học ha và các công ty. Còn hướng này mình đi thẳng thì trở về trung tâm Mỏ Cày Nam, thị trấn Mỏ Cày đó. Mình có thể đi thẳng xuống biển Thành Phú nè, hoặc là qua Trà Vinh, Sóc Trăng. Dạ, bên đó là cầu Hòa Lộc 2 ha, quốc lộ 60 mới tuyến tránh của huyện á. Còn đây là sông Hòa Lộc, công ty dừa anh chị ha. Trường học thì nằm bên đó đó, hai trường học lớn ha. Ở bên đó là ủy ban cũ nằm bên đó, còn ủy ban mới thì giờ về hướng này nè. Tuyệt vời anh chị ha. Còn sản phẩm của mình thì nằm trong kia. Từ đây á, đi vào trong là tầm khoảng mười mấy, 20m đó anh chị, 56m2 ha. Mình cách sông là khoảng 10m nữa, 10m nữa mới tới sông nha. Mình sử dụng trọn hết luôn, 56m2, thổ cư thì 100%, hiện tại là có sổ sẵn luôn anh chị. Dạ rồi, mời anh chị vào trong nha. Đây là cầu Hòa Lộc và quốc lộ 60 cũ, chợ Hòa Lộc thì nằm đó đó, mũi tàu Hòa Lộc đó. Ngay khu vực chợ thì anh chị mình mua sắm nè thì tiện ích rất là nhiều anh chị. Đây thì có quán ăn ha, buổi sáng thì bán bún riêu, hủ tiếu, cháo lòng, bánh canh. Đường này thì được cán bê tông nè, rất là sạch sẽ luôn. Xe hoa lâm mình có thể vào được, hoặc là anh chị mình có ô tô con á, xì bắt Matiz rồi á, cũng vào được anh chị ha. Bên đây hàng xóm nè, hàng xóm nè ha.
Dạ, tới đây là sản phẩm của mình. Hàng sớm thì phơi đồ em bé ha, phơi đỡ đây ha. Dạ, chiều ngang là từ bên đây nè. Ngang qua là 3.43, sâu vào là 16.18, mình nở hậu là 3.5. Từ bên đây anh chị ha, ngang qua là 3.43. Sâu vào là tới bức tường luôn á, là 16.18, nở hậu là 3.5. Rồi. Dạ, tới đây ha. Đó. Ở cho mình đi ra ngoài hướng ngoài đó đó, là hướng hướng đất của mình ha, là hướng chính nam. Ngoài đó là sông ở sông Hòa Lộc đó anh chị. Mặt bằng này thì mình về đây mình bơm cát lên ha. Mình phải làm mặt bằng lại. Hơi thấp hơn đường. Đường này thì mình làm là phải mình làm nhà nền nhà đó, cao hơn đường chút. Đường thì làm như vậy thì không có sợ bị ngập bên gì ha. Mặt tiền tướng đất của mình nè, sông gần sông nên rất là mát anh chị, mát mẻ, không khí trong lành ha. Đường thì đường 2m được đổ bê tông. Bên kia là công ty dừa, bên đó là công ty dừa nè, đây ga cào. Tuyệt vời anh chị ha. Dạ rồi, bây giờ em sẽ lấy sổ cho anh chị mình xem nha. Dạ đây là sổ mình nè chơi. Địa chỉ ở đây thuộc là ấp Hòa Bình, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Diện tích là 56m², hình thức sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn. Thổ cư á anh chị. Thời hạn sử dụng là lâu dài. Bên đây là xe đồ nè. Hướng đất của mình là hướng chính nam nha. Chiều ngang là 3.43, sâu vào là 16.18, nở hậu là 3.5. Giá hiện tại chủ kêu bán là 200 triệu. 200 triệu anh chị ha. Mình còn có thể thương lượng được nữa. Thương lượng thì mình gặp trực tiếp ngay chủ để mình thương lượng ha. Chủ báo mình còn có thể thương lượng 200 triệu thương lượng. 56m², thổ cư thì 100% luôn, bao toàn bộ thuế phí sang tên cho mình luôn ha anh chị ha. Tuyệt vời. Dạ rồi, em cũng xin dừng video tại đây nha. Rất là chân thành cảm ơn chị mình đã xem đến cuối video. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe nha. Và hẹn gặp lại anh chị tại vị trí sản phẩm tuyệt vời ngày hôm nay. 56m², thổ cư 100% mà chỉ có 200 triệu à. Ngay khu vực của chợ Hòa Lộc, cầu Hòa Lộc ngay đó đó, quốc lộ số 10 ha. Bye bye mọi người.